này thông thường nó hay dùng cái pin pin đũa. Đấy, đây pin đũa này. Pin của nó pin ngon hay pin xịn đấy chứ. Máy máy xịn đấy. Hết pin rồi. Nó pin của nó là Panasonic nhỉ. Không lên rồi. Này phải tháo ra vệ sinh rồi. À đây gọi lên rồi. Sấy khô được. Chắc nó bị ẩm. Em tắt cái nước đi.